Trong ngày họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay, tình trạng đất bỏ hoang gây lãng phí nghiêm trọng đã nhận được rất nhiều câu hỏi chất vấn và tái chất vấn từ phía các đại biểu. Tuy có mạnh dạn hứa sẽ xử lý nghiêm các sai phạm về đất đai, song lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với câu trả lời được cho là chưa đi đúng trọng tâm đã không làm thỏa mãn nhiều đại biểu. Tại phiên chất vấn, hầu hết các đại biểu đều đồng tình về nhóm các giải pháp tháo gỡ dự án bỏ hoang đất trong bản báo cáo do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Hồng Khanh đọc. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Mai cho rằng, việc thực hiện 6 nhóm giải pháp trên, hiện thành phố mới chỉ nêu nội dung giao việc mà không rõ thời gian hoàn thành để Hội đồng Nhân dân giám sát. Tuy nhiên, bên cạnh thừa nhận nguyên nhân báo cáo chậm trễ từ các sở, thì ông Vũ Hồng Khanh chỉ trả lời đại khái rằng phải chờ quy hoạch phân khu để xem xét dự án nào dừng hoặc có thể tiếp tục làm tiếp. Cùng với bà Mai, đại biểu Nguyễn Hoài Nam chất vấn về nhiều dự án đất xã hội bị chuyển đổi sai mục đích, trở thành trung tâm thương mại, đặc biệt là các dự án giao thông tỉnh. Nhiều đại biểu sốt ruột khi rất nhiều khu đất vàng ở vị trí đắc địa mà đều bỏ hoang nhiều năm. Phải chăng do chủ đầu tư kém năng lực hay có dấu hiệu tiếp tay của chính quyền? Trả lời cho vấn đề này, ông Khanh khẳng định các dự án chuyển đổi sai mục đích đều là vi phạm pháp luật và sẽ cho kiểm tra, ra soát và chỉ đạo xử lý. Cán bộ nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm.